Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chiến với ý nhi tới cùng, hứa yêu thương nếu nàng hậu dũng cảm làm một chuyện. Ồn ào giữa nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khi nói về hoa hậu ý nhi những ngày qua luôn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, anh gây chú ý khi bị nói hơn thua với nàng hậu và lời nhận xét thẳng thừng không đủ trình độ. Chưa đầy một tháng đăng quang Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp có những phát ngôn về bạn trai, bạn đồng trang lứa, gây tranh cãi. Thậm chí, chỉ trong thời gian ngắn như thế người đẹp gốc Bình Định đã hai lần lên tiếng xin lỗi công chúng khiến các group anti-fan Ý Nhi mọc lên như nấm. Điển hình có group anti đã lên đến con số 600.000 thành viên. Những phát ngôn vạ miệng của nàng hậu khiến nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bức xúc. Anh nhiều lần thẳng thắn chia sẻ quan điểm xung quanh loạt ồn ào của Ý Nhi. Đáng chú ý, vừa công chúng bất ngờ khi phát hiện nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gửi yêu cầu tham gia vào nhóm anti hoa hậu Ý Nhi sau khi lên tiếng cho rằng nàng hậu nên bị tước vương miện. Một người hâm mộ đã phản ứng trái chiều về hành động này của Đỗ Mạnh Cường. Người này cho rằng nhà thiết kế đang hùa theo đám đông để miệt thị một cô gái mới lớn như hoa hậu Ý Nhi. Đỗ Mạnh Cường lập tức bày tỏ bên dưới bình luận chỉ trích mình rằng trái tim yêu thương của anh chỉ dành cho trẻ em. Trẻ em mồ côi chứ không dành cho cô gái cố gắng giữa cái vương miện không khi chưa đủ kiến thức, trình độ, ứng xử. Một chiếc vương miện chưa xứng đáng để đại diện cho Việt Nam thì anh chẳng có lý do gì để yêu thương. Giờ bỏ cái vương miện không có giá trị đó đi là được nhiều người yêu thương. Trước những ồn ào của Ý Nhi, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân. Anh cho biết nên có một hoa hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức. Đỗ Mạnh Cường cũng lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không dồn Ý Nhi đến đường cùng, ngược lại mong muốn mở ra con đường mới cho tân hoa hậu. Tôi chỉ nói việc trả lại vương miện sẽ giúp cho cô gái ấy và gia đình có được cuộc sống bình yên, tránh sự giận dữ từ dư luận, nhất là khi cái vương miện ấy còn quá rộng. Cô ấy hoàn toàn có thể làm lại mọi thứ từ đầu vì còn trẻ, có nhiều cơ hội. Giờ là thời gian nhìn lại để suy nghĩ, học tập, truyền tải những giá trị tích cực. Khi quay trở lại, cô ấy sẽ tỏa sáng đúng nghĩa, anh khẳng định. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023 Hoa hậu Thế giới Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng lần lượt là 79-89cm. Hoa hậu Ý Nhi đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa đầy 2 tuần sau đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi sau một số phát ngôn gây tranh cãi. Hàng loạt group anti Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục được thành lập trên Facebook với số lượng thành viên theo dõi khủng. Thậm chí, một group anti Hoa hậu Ý Nhi đã vượt mốc nửa triệu thành viên tham gia, trong đó nhiều người đòi tẩy chay, tước vương miện của người đẹp Bình Định. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng công chúng nên cho Hoa hậu Ý Nhi cơ hội để cô tiếp tục hành trình đương nhiệm Miss World Việt Nam 2023. Ngoài Hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023 cũng đã gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của người đẹp quê Bình Định. Xin lỗi và cảm ơn. Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi, xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình. Ông Tấn Nguyên, bố Ý Nhi cũng gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước, mong mọi người cho con mình cơ hội sửa sai. Tôi tin Ý Nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi, ông Nguyên nói.